Xin chào mọi người, mình là Bách Khỉ. Hôm nay mình xin được vui mừng thông báo, bộ ba chúng mình đã chính thức quay trở lại làm việc tại Kịch Bản Anna. Giời ơi, cắt tay. Tao còn mày đi tìm hai đứa thay thế tiểu ngáo hoàng hôn cơ mà. Đã cho lên làm quản lý rồi mọi người. Đây, làm gì mà cứ sồn thế này. Như là đi tìm nhân viên dễ lắm ấy. Bách Khỉ xin tuân lệnh. Giờ biết tìm đâu ra cái người giỏi bán hàng bây giờ. Ôi giời ơi, mua được bớt một quả trứng. 20k một quả. Cái gì? Mày có trả không? Tao lột qua mày bây giờ. Tao nha, tao không cần có loại khách như mày. Cái... mày nha, bình thường tao còn vụt khách bằng bà toang cơ. Tôi hỏi thật nên chị tuổi gì đây? Tôi tuổi Tí thì làm sao? Khiếp! Thế mà tôi cứ tưởng bà tuổi Tuất cơ. Tại vì cái hành động vừa rồi chả khác gì một con tuổi. Cậu ấy chỉ được cái vui tính thôi. Dạ, chả giấu gì chị. Em đang làm quản lý của cái tiệm kính mắt Anna ở đầu phố kia kìa. Mà tình hình là bây giờ đang thiếu nhân viên. Tôi mà phải làm nhân viên như cậu á? À, dạ không, là cộng sự ấy chị. Chị thấy đấy, tính của em hiền nên là khách hàng nó hay bắt nạt. Bây giờ mà có một người nào vừa xinh đẹp vừa vạm vỡ như chị thì đúng là mảnh ghép hoàn hảo chị ạ. Cũng được. Nói thật là tôi cũng chán những nghề bán hụt vịt lộn này rồi. Nhưng mà lương lậu thế nào? Cái đó thì... Vậy là chị đồng ý rồi đúng không? Tăng lương gấp đôi, tôi không làm nữa. Cậu bị ăn đập thì làm mất thời gian của tôi. Miễn là bà biết lột da. Mà bây giờ không biết cửa hàng còn thiếu cái gì để mà làm tiêu chí tuyển dụng nữa đây. Ông trời ơi, cho tôi gợi ý đi. Biết thế ngày xưa ngày bố mẹ làm cà phê tròi ra rồi. Anh ơi, anh có cần giúp gì không? Để cho bố mày yên đi. Tới ăn anh nhá. Vệ sinh cho em đi. Hả? Lau cho anh á. Oh yes daddy. Kinh. Này cậu ơi, đi làm không cậu ơi? Đấy, biết ngay có lần một sẽ có lần hai mà. Từ nay tao không bao giờ cho mày làm ở đây nữa đâu Bách ạ. Nghe nói có ai không tin tưởng em ấy nhờ. Ôi trời ơi, như thế này thì làm sao trên được một trên. Đẹp trai, xinh gái, có nét như này chắc chắn sẽ thành công rồi. Từ ngày mai cửa hàng chính thức trở lại đường đua. Chiều nay Bách Khỉ bắt đầu. Anh bảo tôi đi làm giám đốc mà sao đi đưa tôi đi bán kính như này. Dạ thì thế bye.